biểu tình viên Hứa Hoàng Anh bị công an bức tử tại nhà. Trong đêm ngày 3 tháng 8 năm 2018, trên Facebook của các biểu tình viên phía Nam ngập thông tin lên án công an Kiên Giang bức tử một nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi tên Hứa Hoàng Anh tại nhà riêng của mình. Thông tin lan truyền cho rằng sau khi bị công an đến nhà riêng làm việc thì Hứa Hoàng Anh đã tự tử, tử. Trước đó Hứa Hoàng Anh từng bị công an Kiên Giang triệu tập từ cuối năm 2017. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, Hoàng Anh cũng tham gia biểu tình nhưng không có thông tin bị đàn áp. Thậm chí có biểu tình viên khác còn ca ngợi Hoàng Anh rất dũng cảm đã che chở cho anh ta trốn thoát khỏi sự truy tìm của công an. Các bạn bè fan của Hoàng Anh xem ra rất bị kích động trước thông tin này. Họ đều lái sang hướng bình luận xem như Hoàng Anh đã bị bức tử tại đồn công an, dù biết rõ anh này đã chết tại nhà riêng sau khi công an đến nhà làm việc. Tìm biểu Facebook của Hoàng Anh cho thấy anh này không có biểu lộ gì khác ngoài việc sử dụng Facebook để chia sẻ các video, bài viết từ các bạn biểu tình viên trong nước. Đáng chú ý là không bỏ sót clip nào của Lisa Phạm trong thời gian gần đây nhiều clip, bài viết được chia sẻ đầy mùi khủng bố, hô hào sử dụng bạo lực chống lại công an cũng như rất nhiều hoang tin kiểu như cộng sản nguy kịch sụp đổ đến nơi rồi, các nhà hoạt động hải ngoại từ các nhà hoạt động hải ngoại đưa tin. Dù chưa rõ lý do dẫn đến việc anh này bị bức tử, song qua cách thức phản ứng của các người bạn của họ có thể thấy khá cực đoan như đòi nợ máu rằng phải trả thù cho anh ta, rằng phải đưa xác anh này đến thành phố Hồ Chí Minh để đòi công lý. Thậm chí họ đưa số điện thoại của vợ anh này lên Facebook để các bạn bè hoài thăm, cho dù một số đã liên lạc với vợ của anh ta và nhận được câu trả lời mập mờ, không rõ ràng, không kết luận được. Với cách phản ứng đó, cho thấy bạn bè của Hoàng Anh đang sôi sục tâm lý muốn khai thác cái chết của anh này để làm rõ cái gì đó phẫn nộ với công an, chính quyền địa phương thậm chí muốn gây tiếng vang. Lâu nay, mới nghe các anh chị dân chủ bức xúc với việc người bị công an triệu tập làm việc tại trụ sở tự sát. Xong đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến sự phẫn nộ do tự sát tại nhà. Ai có thể hiểu tâm trạng bức xúc tiếc nuối của họ với đồng đội cùng chiến hào lật đổ cộng sản ra đi. Tuy nhiên với sự áp đặt và đổ lỗi công an gây ra cái chết của Hương Hoàng Anh sau buổi làm việc và tự sát tại nhà riêng, xem ra cần phải nhận thức lại, đánh giá tình trạng lên đồng và mất não vì sự cay cú, hận thù cực đoan của họ với chính quyền công an.